Những bếp lửa yêu thương trong đại dịch Covid-19 Tỉnh Phú Yên đã trải qua gần 2 tháng gồng mình chống dịch Covid-19. Nhiều hoạt động buộc phải tạm dừng, nhiều người dân gặp khó khăn trong đời sống. Để đồng hành với lực lượng tuyến đầu chống dịch, chia sẻ khó khăn với bà con. Những bếp ăn từ thiện không đồng đã ra đời và hàng ngày luôn đỏ lửa. Lo bữa ăn cho người xa quê trở về. Từ ngày 28 tháng 7 đến nay, huyện miền núi Sơn Hòa tiếp nhận hơn 400 công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch COVID-19. Bà con được chính quyền các địa phương bố trí ở tại các khu tự nguyện cách ly y tế trước khi về nhà theo dõi sức khỏe. Hầu hết những người trở về quê tránh dịch là công nhân, lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn. Để sẻ chia với người dân, nhiều mô hình bếp ăn thiện nguyện đã được thành lập ở địa phương. Anh Nguyễn Thành Việt, tình nguyện viên của huyện Sơn Hòa cho biết, dịch Covid-19 khiến cho nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn chồng chất nên họ mới về quê. Chính vì vậy, đội hoạt động xã hội tình nguyện của huyện Sơn Hòa đã triển khai mô hình bếp ăn tình thương. Ở những địa bàn có đông người về quê tránh dịch đều tổ chức bếp ăn với mục tiêu là chăm lo đầy đủ bữa ăn cho tất cả người dân xa quê trở về địa phương. Để có được bữa cơm cho những người từ xa trở về quê, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm vận động nhân dân hỗ trợ các nhu yếu phẩm. Các chị em phụ nữ, giáo viên, tình nguyện viên được huy động để chế biến món ăn. Đến nay, các bếp ăn từ thiện trên địa bàn huyện Sơn Hòa đã cung cấp cho các khu cách ly tự nguyện tại cộng đồng hơn 8.000 suất ăn sáng, trưa, tối, được nhận những bữa ăn ngon. Đúng bữa mỗi ngày, anh Nguyễn Ngọc Tứ, người dân xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa vừa mới trở về từ tỉnh Bình Thuận chia sẻ. Dịch bệnh phức tạp thì quê hương là nơi người dân muốn về nhất để được an toàn. Khi về đây, tôi được địa phương lo chỗ ở và ba bữa ăn mỗi ngày. Qua đó, giúp cho bản thân tôi và gia đình yên tâm hơn, chấp hành nghiêm các quy định về phòng dịch Covid-19. Ông Nguyễn Đình An, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa cho biết các địa phương có đông bà con từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch Covid-19 như Suối Bạc, Sơn Nguyên, Sơn Phước đều tổ chức các bếp ăn từ thiện. Người dân khi tự nguyện thực hiện cách ly với cộng đồng đều không phải lo chi phí ăn, ở, có được điều này là nhờ sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng xã hội. Những suất cơm được nấu từ chính nông sản của địa phương nên gần gũi, đậm chất quê. Đây cũng là tình cảm, sự chia sẻ khó khăn của người dân địa phương với nhau, cùng giúp nhau vượt qua đại dịch, ngon như bữa cơm gia đình. Đội trợ vốn là thiên chức của các bà, các mẹ, các chị nên từ ngày 23 tháng 6 thời điểm tỉnh Phú Yên xuất hiện ca mắc Covid-19 đến nay. Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã xây dựng được 61 bếp ăn không đồng, nấu hơn 132.100 suất cơm và gần 7.000 suất ăn giữa giờ. Nguồn lực để thực hiện bếp ăn này ngoài hỗ trợ của địa phương còn có thêm nguồn ủng hộ trong cán bộ, hội viên phụ nữ và xã hội hóa. Bà Lê Đào An Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên cho biết, Mỗi bếp ăn hàng ngày có mùng 5 tháng 6 hội viên phụ nữ tham gia luân phiên, phục vụ khoảng 70 đến 120 suất ăn. Các suất ăn được hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo tại bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện giả chiến, khu cách ly tập trung, khu phong tỏa, khu vực bếp sạch sẽ, nguồn thực phẩm đảm bảo an toàn, bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Các chị em ai cũng nhiệt tình cố gắng nấu những suất cơm ngon như bữa cơm của gia đình. Các bếp ăn này sẽ được duy trì đến khi kết gỡ các chốt phong tỏa vì dịch Covid-19 và tùy theo tình hình thực tế bếp nhà từ tâm của câu lạc bộ chuyến xe yêu thương thuộc trung tâm công tác xã hội thanh thiếu niên trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam đều đặn hơn một tháng nay cung cấp mỗi buổi 150 đến 200 suất suất ăn cho cdc phú yên và các chốt phong tỏa tại thành phố tuy hòa không chỉ thực hiện những bữa cơm từ thiện câu lạc bộ còn hỗ trợ nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm vật tư y tế cho công tác phòng chống dịch covid 19 tại tỉnh phú yên với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng anh phạm ngọc mến chủ bếp ăn nhà từ tâm thành phố tuy hòa chia sẻ Bếp ăn được duy trì nhờ có người góp gạo, góp dầu ăn, đường, có người nhận hỗ trợ than, củi thường xuyên. Mỗi người một ít nhưng đều hướng tới sẽ chia khó khăn và giúp đỡ các lực lượng tham gia chống dịch. Thời gian tới, bếp nhà từ tâm cố gắng mở rộng thêm các khẩu phần ăn cho những người nghèo không chỉ ở thành phố Tuy Hòa mà ở các địa bàn khác trong thời gian dịch Covid-19. Anh Lương Văn Bình, cán bộ trực chốt tại xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa xúc động nói, mỗi ngày đều nhận được những phần cơm đúng giờ, đúng bữa. Những bữa ăn vội dù đơn giản nhưng ngon như ở nhà và hơn thế chúng tôi cảm nhận được sự sẻ chia, tình cảm của những người nấu tặng. Dịch Covid-19 tại Phú Yên vẫn đang diễn biến phức tạp, ngày càng có nhiều bếp ăn thiện nguyện do các tổ chức, cá nhân ở Phú Yên tự tay nấu những phần cơm yêu thương sẻ chia khó khăn với người dân trong vùng dịch. Những việc làm hình ảnh đẹp này đang góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp tình người trong cộng đồng. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.